tùng 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 vâng tùng 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 minh. Xin chào cô chú, xin chào các anh chị thân mến. Lời nói đầu em xin gửi chúc các anh chị cô chú bác lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất nha. Hôm nay Nhi xin phép chia sẻ về câu chuyện của tỉnh thất bồng bềnh, ý lộn, tỉnh thất bồng lai đó. Câu chuyện tỉnh thất bồng lai cho đến nay á là câu chuyện này á rất là sôi động, 3 năm trời chưa được giải mã đáp án. Câu chuyện này thật là rối não và rối bời luôn các anh chị cô chú bác ơi. Đó, ông á, Tùng Vân á, thì ổng nói á, là ổng chưa có vợ, thì chưa có vợ thì bây giờ ổng hiện giờ thì ổng đâu có kết hôn với ai, thì chưa có vợ thì cái đó là tạm đúng đi. Còn nói về cái vấn đề ổng nói mà chưa có con á, là còn dấu chấm hỏi nha các anh chị cô chú bác. Thì trong á, cái buổi livestream ổng kêu gọi tên của chị Nguyễn Phương Hằng lên giúp ổng giùm, giúp ổng giùm đó, giúp giùm đi, giúp giùm đi, giúp giùm cho thầy á, xác minh được á, là hả Lê Tùng Minh đó là con của thầy đi, và chị CEO Nguyễn Phương Hằng của chúng ta đã mở lòng từ bi giúp cho thầy ha, và thưởng khen cho thầy 20 tỷ, treo giải thưởng cho thầy 20 tỷ. Và như thế nào các chị các bác, bên phía thầy không cần làm gì hết, thầy chỉ cần nằm im một chỗ và có những bác sĩ chăm sóc đặc biệt sức khỏe cho thầy chu đáo, không cần làm gì hết, thầy chỉ nằm im thôi, được thưởng 20 tỷ và được minh oan đó. Nếu mà những lời thầy nói mà đúng sự thật á là thầy sẽ được minh oan, và cộng đồng mạng cô chú bác á sẽ cho thầy á một cái danh hiệu á là Phật sống luôn. Mà sau 2 ngày 48 tiếng vẫn chưa thấy kết quả thầy trả lời để nhận 20 tỷ của chị CEO Nguyễn Phương Hằng là sao, vì các anh chị cô chú bác? Đối với những người á mà đã bị á ông Tùng Dân này á dắt mũi á, tin tưởng ông á thì gọi ông là thầy. Còn đối với những người á như á, tôi đây nè ông ơi, ông Tùng Dân ha, như tôi nè và các anh chị cô chú bác á còn bán tín bán nghi á, chưa có tin tưởng đâu ha. Thì bây giờ làm sao mà ông Tùng Dân làm cách nào để minh oan cho những lời nói của ông á là sự thật đây, và làm cách nào để minh oan cho ông á là những người mà từ trước tới giờ đã tin tưởng ông Tùng Dân là người đúng, người thầy, như là những lời người ta ca tụng ông đó. Thì bây giờ ông chứng minh đi, 20 tỷ chứ đâu phải 2 tỷ hay là 2 triệu đâu, mà sao á ông im re với ông Tùng Dân đó. Cái livestream lần trước của chị á, CEO Nguyễn Phương Hằng á, lên cái buổi livestream á, dán bài lật ngửa á, chưa tới 24 tiếng ông lên trả lời liền tức thì luôn ha, trong vòng không tới một ngày nữa đó, chưa tới 24 tiếng á, là ông lên trả lời rồi. Mà bây giờ á, giải thưởng treo tới 20 tỷ luôn mà 48 tiếng rồi mà sao ông vẫn im ru với ông Tùng Dân. Bây giờ bằng cách á, ông lên minh oan cho sự trong sạch của ông đi, để á, ông á ha, nếu mà á, ông sống á, thì ông cũng được á, là cái danh hiệu á, là Phật sống, người ta sẽ ca tụng ông, người ta sẽ biết nhiều người á, biết về ông nhiều nữa đó, cái tiếng của ông á, sẽ lăn lừng khắp nơi, khắp thế giới, khắp cộng đồng, khắp nước luôn đó. Đây là cái điều mong ước của ông đã từ lâu rồi sẽ được á, thành hiện thực đúng không đó, ông là muốn nổi lắm, tôi biết tôi biết đó. Thành thử ra ông muốn rèn luyện cho đó cái mấy cái đứa này, đứa con của ông á, cháu ông đó, tụi nó kêu ông bằng ông nội, ông ngoại, ông cóc, ông sơn, ông sẩm gì đó đó, những người đó đó ông làm, ông rèn luyện cho tụi nó để mà tụi nó lên á, tụi nó lên diễn ca hát á, thu hái thu hoạch á, gặt hái về á, cho ông đúng không đó. Ông cho tụi nó ca những bài ca thế nào, không phải ca nhạc cái là nhạc Phật giáo, mà ca nhạc trữ tình, tình yêu, chúng ta yêu nhau, chúng ta đợi chờ nhau, trời đó, những cái bài nhạc cái mà Phật giáo á, đâu có ai mà lên hát những bài đó. Mà trong cái am của ông á, cái thiền am bên bờ vực thẳm, thiền am bên bờ trại giam, thiền am bên bờ ngục ngã của ông á, ông tự cho là sư thầy á, những cái người đó của ông á, trong cái am của ông á hát nhạc tình yêu không à. Còn độc lạ hơn nữa, ông á tự cho là ông á là thầy, là sư, và thầy á là sư của ông á, đâu có ăn chay đâu, ăn tự do ha, ăn thịt chó, ăn bò lá lốt. Còn á, mấy người phụ nữ trong đó, trai gái gì lộn xạ ở trung tá lả trơn á, ăn cơm chiên trân châu,
lặt xưởng đó. Những người phụ nữ thì ăn cơm chiên dương châu, bổ sung thêm lặt xưởng, trời ơi tuyệt vời quá. Bởi vậy á ha, và ông còn đặc biệt hơn nữa, ông có một cái bộ kinh đã cũ ông chân kinh đó, ông nào ông nấy á là ha luyện một bộ kinh này á, là bộ kinh kiếm pháp siêu phàm. Luyện xong á, luyện á là chỉ luyện vào ban đêm, mà luyện xong ra là quần quại tê dại luôn, mà luyện xong ra là sình bụng, bà nào bà lấy là coi như không ăn gì hết, bụng cũng sình to bình bình. Luyện bộ kiếm pháp của ông thầy này xong á ha, đó luyện vào ban đêm không cần ăn gì hết trơn, rồi sáng ra không bao lâu bụng trình bình sình luôn, hay thiệt. Công nhận á, tuyệt chiêu. Nguyễn Phương Hằng ơi, giúp thầy đi, giúp đi, giúp thầy đi. Chứng minh sao được á, cho được á, là thầy á có con đó, thì bây giờ á chị Nguyễn Phương Hằng á giúp thầy rồi đó, đúng không? Giúp cho ông đó, ông á hợp tác đi. Đó, sao không lên tiếng, lên tiếng đi, những lời á ý tốt của chị Nguyễn Phương Hằng đi ông ơi ông. Đó, nếu mà ông Minh Quang xong cái vụ việc này á, ông còn á sống á thì ông á, người ta ca tụng ông á là Phật sống luôn. Mà ông mà có mất á sau này á thì á ông cũng á đắc đạo được tu thành chánh quả đó, tại sao ông không làm, đúng không các anh chị cô chú bác? Trước kia á, cái tỉnh thất này á, cái am này á, các anh chị cô chú bác, cái tên á của ổng đặt ra, cái am của ổng á, các anh chị cô chú bác biết không, ngày trước á là Tịnh Thất Bồng Lai đó. Bồng Lai là tất nhiên là nghe cái tên đặt là có vấn đề đó các anh chị cô bác. Bồng Lai tức là bồng bền đó, ai mà bước chân vô á, cái tịnh thất của ổng á là ổng đưa cái hồn vía của cái người á bước vô á mà luyện á, luyện cái bộ kinh với ổng á là bồng bền với ổng luôn ha. Rồi bây giờ ổng đặt cái tên mới rồi, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đó. Bây giờ ổng không có bồng bền nữa nha, mà ổng đưa thẳng lên tới vũ trụ luôn á các anh chị cô bác. Trời ơi nghe cái tên ghê chưa, nó đưa lên mây xanh luôn, vũ trụ luôn á đó. Ai mà vô mà ai mà vô mà yếu bóng vía á là ổng đưa lên tới tận mây xanh luôn á, chịu đời nổi gì với ổng không à. Quá dữ, quá dữ, nghe cái tên là biết là lợi hại rồi. Bây giờ ổng nhiêu, ông bây giờ ổng được là 90 tuổi rồi. Thầy 90 tuổi rồi đó nha. Thầy 90 tuổi rồi đó, bao nhiêu gái đẹp để dành cho thầy đi nha. Những gì người ta đồn đãi về thầy á 3 năm rồi, thì 3 năm nay á chưa có cái kết quả, chưa có số giải mã, thì thôi bây giờ thầy chứng minh đi, thầy ra thầy minh quang á, thầy á hợp tác á với chị Nguyễn Phương Hằng để lấy cái giải thưởng 20 tỷ đi thầy. Đó. Chứ nói thiệt cái vụ mà minh quang này á, mà được tiền thưởng mà không cần làm hết, nằm im một chỗ không cần nhúc nhích luôn, trời ơi 2 tỷ cũng làm được nữa chị Hằng á. Ra cái giá 20 tỷ là quá hào phóng rồi đó. Đối với thầy á, mà nói á, đây á là hả một cái sự minh quang mà quá là có lợi luôn. Chị Hằng á tổn thất thôi, chứ đối với thầy á là cái này á là hả thầy á có một cái lợi nhuận á, có một cái thu nhập á cao quá, cao giải thưởng cao quá rồi. Thôi đi ông Tùng Dương ơi, tôi nói cho ông nghe nè, bây giờ á chị Hằng á cho ông á thời gian á thêm 2 ngày nữa ha, thì ông á tranh thủ 2 ngày đó, trước 2 ngày đó ông lên trả lời á cho chị Hằng biết đi, cho cộng đồng mạng á đó, mọi người á biết đi, trong đó cũng có những người hâm mộ ông nữa đó, cũng muốn biết cái câu chuyện này lắm nha. Đó, nếu mà ông cảm thấy ông tôn trọng những người mà đã gọi ông là thầy từ trước tới giờ á, thì ông phải làm những gì đó tốt nhất có thể á, minh quang cho ông, coi như là cái cách tôn trọng của ông á, đối với những người á, mà đã tôn trọng ông vậy đó nha thầy. Đó, những người mà kêu ông bằng thầy đó, còn những người mà như tôi nè ha, và những người á mà còn bán tính bán nghi gì ông á đó, ông phải minh quang cho ông luôn đi đó, để mà ông á được cái danh hiệu của ông á, như ông nói á, ông là một đức thầy, một sư thầy, như ông đã nói, như ông đã làm, đó là điều đúng, điều phải của ông, đúng không? Ông nói ông là thầy đó, ông chưa từng có con thì ông phải chứng minh cho người ta coi, mà được cái giải thưởng nữa, mà tại sao ông im lặng? Nếu mà ông im lặng á, là coi như là ông đã chấp nhận những gì người ta nói đều có đúng sự thật, nên ông không dám lên trả lời, không dám chứng minh cho bản thân của ông, không dám minh quang cho bản thân của ông, cho nên ông im lặng, chọn cách im lặng, đúng không ông? Đó, ông im lặng để mà ông lặn, đó, ông lặn xuống biển sâu đó,
chiến này ông đừng có lận nữa ha. Hết lận được rồi đó. Giải thưởng 20 tỷ đang đợi ông đó. Nhận đi ông ơi. Đó, ra minh quang đi, ra chính minh đi. Chính minh á để làm á một cách tôn trọng nhất có thể với những người mà tôn trọng ông từ trước tới giờ, và giải oan cho những người á mà bán tín bán nghi từ trước tới giờ á chưa tin về ông đó. Cái này á là một cái lợi ích cho ông. Đó, minh quang cho ông. Đó, ông á phải nên làm nhanh và luôn. Nè ông ơi, ông Tùng Dân ơi, nhớ nha, nhớ làm liền đi. Đó, ông đừng có nghe cái tin này xong của chị Hằng vừa lên, nghe được cái tin của tôi vừa lên nữa, cái ông đặt nguyên chiếc máy bay, cái nguyên cái tỉnh thất của ông bay lên vũ trụ luôn nha ông. Đó, đó, đừng có bay nha, đừng có câu chạy xa bay nha. Đó, chuyện đâu còn có đó, trước sau cũng giải quyết rồi ông ơi. Đó, giải quyết ngay và luôn đi. Ok, cái chương trình hôm nay là gửi tới ông Tùng Sang, Tùng Vân nha. Chương trình em tới đây kết thúc nha, và xin hẹn gặp lại vào cái chương trình tiếp theo sau. Xin chào tạm biệt. Thank you and bye bye.